Còn trong lúc chờ đợi bạn sinh thông báo về cái lứa tuổi của mình để cho các bác sĩ tư vấn chính xác hơn, đấy thì tôi cũng xin đề cập đến các cái vấn đề 36 tuổi ạ. 36 tuổi, vâng. Các vấn đề liên quan đến có thai và bệnh ung thư vú. Có một cái thông tin tôi cũng đã từng chia sẻ ở các chương trình trước, đó là nếu như một phụ nữ mà không may mắc ung thư vú mà chúng ta vẫn có nguyện vọng là sinh con, thì thông thường các bác sĩ cũng sẽ khuyên là chúng ta kết thúc cái liệu trình điều trị cơ bản cho bệnh ung thư. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ cùng với bác sĩ ung thư và các bác sĩ sản khoa để quyết định xem là cái thời điểm mình có thể mang thai, sinh con như thế nào. Thế thì một cái tin nó cũng rất là vui, đó là các cái nghiên cứu người ta đã công bố rằng nếu mà phụ nữ mà ung thư thì cái việc mang thai sau này thì nó cũng không làm cho cái tiên lượng bệnh ung thư của người mẹ xấu đi. Đấy, cho nên là mình cũng không quá lo lắng về cái vấn đề tiên lượng của mình nếu như mà mình mang thai và mình sinh con. Cái thứ hai nữa là sau khi mà kết thúc các cái liệu pháp mà điều trị, đặc biệt là điều trị đích hay là điều trị hóa chất một thời gian, thì cái việc mà mình mang thai thì cái ảnh hưởng của các cái phương pháp điều trị đó, mình cứ gọi là tạm gọi như là cái tác dụng phụ của các cái phương pháp điều trị đó, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái vấn đề liên quan đến thai như là dị tật cũng như là sức khỏe của con. Đó, chính vì vậy cho nên là chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm là về con cũng không ảnh hưởng mà về mẹ thì cũng không ảnh hưởng. Đấy, tuy nhiên thì có mấy cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất đó là chúng tôi rất khó để tư vấn cho bệnh nhân ở cái lứa tuổi ví dụ như 36 như thế này mà lại trên mà bệnh nhân đang dùng thuốc nội tiết đó. Thế thì mình đang điều trị là ức chế buồng trứng và điều trị thuốc nội tiết, thì thông thường một cái liệu trình tối thiểu để điều trị nội tiết là cũng phải 5 năm đó. Như vậy để bạn hoàn thành cái phác đồ điều trị này thì lúc đấy là bạn là sẽ là 41 tuổi. Thế thì chúng ta cũng thấy là cái việc mà có thai sinh con ở cái lứa tuổi 41 thì nó cũng không phải là hiếm. Đấy, tuy nhiên thì nếu như mà mình quyết tâm sinh con thì tôi cũng vẫn khuyên là chúng ta nên kết thúc cái liệu trình điều trị đầy đủ là kết thúc 5 năm điều trị nội tiết. Sau đó chúng ta sẽ đi khám lại để đánh giá là đảm bảo là toàn thân là không có nguy cơ tái phát, cũng như là phải xét nghiệm về chức năng buồng trứng và có tham khảo thêm các bác sĩ bên sản về vấn đề là chúng ta có thể mang thai như thế nào. Thế còn đương nhiên là sau khi kết thúc điều trị nội tiết tháng cuối cùng thì người ta nói là ít nhất cũng phải sau 2 tháng. Đấy thì mình cũng mới có thể là tính đến cái việc là bắt đầu mang thai. Thế còn có những người bệnh rất là khát khao vì một cái lý do rất là đặc biệt thì hỏi rằng là em có thể dừng điều trị nội tiết sau 2-3 năm, sau đấy em mang thai sinh con rồi em lại điều trị nội tiết nữa hay không? Đấy thì thực sự là cũng rất là thông cảm và chia sẻ. Đấy, nhưng mà chúng tôi không có cái dữ liệu để ủng hộ cho cái việc này và nó liên quan đến cái sống thêm của người bệnh. Đấy thì nó cái quyết định nó dựa theo cá thể và dựa theo cái sự mong muốn của mình, và thực tế chúng tôi cũng đã có người bệnh tự quyết định dừng điều trị nội tiết sau 3 năm, sau đó thì mang thai và sinh con bình thường, và sau đó lại hỏi lại có điều trị nữa hay không, thì thực sự ra nó cũng không có một cái cơ sở để trả lời chắc chắn ấy. Nhưng tôi vẫn khuyên là nên điều trị, bởi vì là cái nội tiết này thì nói chung là cái tác dụng phụ của nó cũng không có nhiều, và đương nhiên trong cái thời gian mà mình điều trị nội tiết thì mình sẽ không cho con bú ạ. Xin hết ạ.